À ngồi hẳn thôi. Và bố dán đấy xúc xích cho nha. Qua đoạn đường sắp. Và đu đủ. Bông ơi. Bông ơi. Phương làm gì? Về nhà vứt dán xúc xích cho rồi còn gì nữa. Mai hoặc đi về nhà cất đồ đã. Ra vào bà Phương làm gì? Bà Phương có gì? Hả? Bà Phương có gì? Stop, 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 stop. Tí nữa ra bà Phương nhá. Hết tiền tiêu. Tí nữa ra bà Phương.